bông con tập cua hai mình đặt tâm con lạc khởi thì đặt sạch món chứ món giúp con á lần chân hiền một món du tịch bông con mấy nhóm cắt tại đây chứ ngay năng cái lành cần nóng non vì dùng một ngáo sát dân vô tư và lạnh nhưng đã mở chỗ nó vốn ngao chuỗi hiện bảo hiện chờ tí cho của ngao chuỗi hiện xin khỏe anh thì anh đi bị chế đi tập tay không vốn thế là em chọc đam mà ngọt như sân nhưng ta ở mình cho mình nhóm phải đặt score bằng bọn là nhóm đặt sẵn nhưng mà ngon như sẵn bằng bọn cái bóng bóng là lấy ở sờ lò dân chẳng hết bóng bóng dân luôn đặt cho nó bóng ạ ừ sẽ không nhau bóng còn bay mà không của con ai nẹt mùi ok nhưng bạn ấy không bóng chi cho mất nhìn cho bạch được chứ má ok rồi đó là bóng bầu sao chuột hay sạch ăn dương ôi giá xong to sao chuột nó món ăn dương rồi dài bóng bầu nít tất thấy nhưng tục nhằm cho mùi nó món sao nữa mẹp xua bóng bầu chân từ xa hai ngày thỏa mời bộ nhóm á nhưng cứ sao chuột món công sai cơ bây giờ cứ ngao chuột món này nên sạch món ăn hay giờ dân so là nai mu về phẩm mình hay là nít như miên sẽ dọ miên ấy giờ hai còn đây cái đây bông bông sẽ lỏng chúc khỏe bông bông chúc mừng thiệt hơi tích tích bây giờ được gặm tay đi tập thành một đeo luôn đắng rồi mình phải mua phải lại nhé nằm chút mùi mình dựng bọc đại tôm một tí vào cổ mùi
Cô nên nhắm bông này luôn. Nhắm bông ấy. Mẹ con nhắm bánh. Cho mẹ nhắm bánh nguội. Cô nội nhắm bông ấy. Nhắm bông này luôn. Tôi tiền kê á. Hẹn nhắm bài tiết đấy không? Nhắm bài tiết đấy. Cái đá tích tích. Ngon nhé. Tục sốc chết nhỉ. Ừ, ta chạy rồi. Nhầm bài hả? Cô chạy 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 mới nhờ. Cô hẹn em mời ông Tùng. Mình là sợ bài á, mình ở bên nào nhắm. Nhắm con này. Con nhầm đây. Nhắm chắc không? Nhắm anh nhắm ạ. Nhầm thay đấy. Nhầm. Cũng lại cho mỗi tầng tất tất xong. Cho nhà má tục tục bò mua nhà chàng nhà má cả tục bò tụ cho mua chàng nhà má liệm mà sức vô còn nào tập không này bình quá nó ngồi em sẽ biết tôi lựa chọn tất rồi ấy, mặc dù ăn dạ lệnh ngoài đó.
Ở đây mẹ bay trắng. Nhầm ai kìa đây. Nhầm ai kìa đây. Đó hả? Ok. Tụi mình thích rồi. Yeah.